Với cả nhà, hôm nay mình lại đi thăm bẫy tiếp tục này nhá. Đấy, này. Đấy, được một em đây này. À. Ngon chưa? Nhìn thấy nó đấy. Này, cho em bùng. Bùng bùng ra mắt được không? À. Này, túi đấy. Đồ nghề. Đây là cả nhà mình chia sẻ này, đây cái đường đi của nó này. Đấy, cái đường đi của nó này. Đấy, đặt đây. Ôi bông lên đây bông ơi. Lên đây uống à? Thế uống đi. Anh lên chủ yếu cái bờ bên kia cả, ruộng bên đây này. Đấy. Khổ quá, nghịch như quỷ, không cho đi cứ chạy theo. Bây giờ mình sẽ gỡ nó vào. Cứ vào túi nhá, được một em này, đấy. Này bông làm gì? Sợ. Này, 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 bông đấy. Đấy. Đấy, bông làm gì đấy? Đấy, bông làm gì đấy? Giỏi đấy, bông giỏi đấy. Đây, 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 đây. Đấy, kéo nó cắn cho lại, chừa cho cắn chừa. Bông hiếu nhất hôm xưa ở nhà nó bắt con chuột nhắt đấy cả nhà. Giỏi lắm. Mà rồi cắn vào đầu nó này. Đấy. Đấy. Chết đi. Sợ chưa. Úi dồi, bông bạo nhầy. Nó mà chộp được mày thì mày chết. Đấy, úi giỏi quá, bông giỏi quá. Bông thanh niên bông ác chưa cả nhà. Đấy. Đấy. Cho bông đi săn tập rồi huấn luyện cho đi săn được quen. Chết đi nào, sợ chưa. Đấy. Bông nó về đấy, đấy đấy. Đấy 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 đấy. Ô 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 ô. Bây giờ mình sẽ cho nó vào túi cho cả nhà nha, để đi ngó cái khác thôi. À, bẩn lắm rồi, tí nó về lại phải mất công tắm cho nó rồi. Nó nổi gồm bụng xuống. Em bồng chán lắm, phá như ngụy. Rồi, cái đây sập nhưng mà lại bị tha bẫy, chắc là bị mất rồi. Cho ăn cái chân rồi. Đây này, biết ngay cả nhà này. Sập này nó còn bớt cho cái chân này, đấy. Mình không đi ngó sớm này. Còn mỗi cái chân này. Đấy, cả nhà. Đấy, còn mỗi cái chân. Khôn với nó phát hiện chuột xuống dưới đấy. Đấy, thế cả nhà thấy không? Đấy. Đấy. Nó khôn lắm. Đấy, cả nhà đi ngó về từng này con này. Cũng như là chế biến món gì này. Bây giờ ngó về tới đây. Đi thăm bẫy. 2, 4, 6, 7, 8, mấy con kia nữa. À, vừa đi thăm về đây. Túi đổ nghề kìm bẻ răng. Đấy. Cái làm món gì cho ngon. Đấy, các bạn hiền chiến hữu đâu hết rồi. Toàn con to nhá. Chuột bây giờ rất to mà béo cả nhà. Nhà mình đi sẽ đi lấy khế chua nhà Chu Nghĩa tổng hợp đây. Đấy. Sang Chu Nghĩa tổng hợp bảo bà rất cho mấy quả về để om chuột. chào bác chưa. Đấy, con gái nhà Chu Nghĩa tổng hợp đấy. Đây, cây cây. Vâng, đây ba cái đây cháu vật. Đấy, đây cả nhà nha. Cây khế chua nhà Chu Nghĩa tổng hợp này. Kìa. Những quả chín đỏ đây. Đấy. Nhiều quả lắm cả nhà. Đấy đấy quả cho đấy. Đấy đấy. Nào còn dăm bảy quả là ăn ốm. Đây cháu ấy ra trong này. Ủa thôi rồi đấy. Đây cả nhà này. Khế chua nhá. Cái này về để nấu chuột đây cả nhà này. Đấy mình đây sẽ dứt khoảng độ chục quả về cả nhà. Xài to lắm rồi. Lên bác lên được trên kia vâng. Thôi để cháu dứt mấy quả này này, đây nó chín rúc đầy này. Dừng máy này mình dứt mấy quả khế về. Bà dứt hộ nó vất vả quá. Vâng. Tí về nhà mình lại chia sẻ tiếp nhá. Cả nhà. Đây, vừa đi lấy khế chua về nhá. Sang Chu Nghĩa tổng hợp lấy khế chua về. Bắt đầu là hôm nay là chuột om khế chua.
do đầu bếp Hải và đầu bếp Thúy. Đầu bếp Thúy chào quá nhỉ. Đấy. Hôm nay đầu bếp Thúy chỉ đạo món gọi là chuột xào khế chua, om khế chua. Đấy, bắt đầu là cho dầu vào để rán qua lên. Đầu bếp Thúy bảo thế. Đấy. Cho dầu vào rán lên, rán chuột lên, thấy chuột đã thui hết sạch sẽ rồi này. Rồi lại rán lên nữa xong mới cho khế vào. Om à, gọi chuột om khế. Chuột om khế. Đầu bếp Thúy nào. À, thằng có cháu Hải chào quá nhỉ. Đấy, đang rửa thớt. Vừa thui một chầu xong mới thui vất vả quá. Đấy, gia vị này, khế chua này, khế chua đấy là chu nghĩa tổng hợp đây, vừa sang đấy rồi đây. Đấy, mắm tôm, giềng, xả, ớt, mẻ, mì chính. Đấy. Đấy, còn cái món này, đầu bếp hôm nay là do đầu bếp Phí làm. Còn dán qua thôi nhỉ, không cần dán kỹ lắm đúng không? Ừ, dán săn lên thôi. Không sao đâu, phải không? Chuột nó béo lắm, chuột đồng nó béo lắm. Bây giờ nó mùa ăn cái trong lúa, cái mầm lúa rất béo. Đấy cả nhà, giềng xả. Ủa, đúng là có giềng xả mà thơm nhỉ. Nọc thêm ít nước mẻ vào nha, xong mới cho khế vào cả nhà. Thế. Bây giờ tiết mục đổ, tiết mục đổ khế. Khế này nó cũng ra nước. Cứ đã mạnh chân mạnh tay lên. Tầm này vẫn ngưỡng. Ngất ngưỡng. Ba anh em chú cháu mình ăn thì ok. Trong nhà. Hai đĩa chuột om khế. Do hai đầu bếp Hải và đầu bếp Thúy thể hiện. Tuyệt vời đấy. Tuyệt vời ông mặt trời. Đây, mời cả nhà nhé, ăn chuột om khế với lại anh em chú cháu mình. Nào, kèm cái nhỉ. Thôi buổi đầu tiên món chuột om khế đầu tiên trong mùa này hết luôn nhỉ. Wow. Được đấy, là cái cho tình cảm. Mở rộng đũa đấy các bố. Bốc vác nó mạnh lên. Thôi là đây này, hai đĩa om chuột khế chua to quá cả nhỉ. Ba có ba người. Ăn sao phải bốc vác mọi người. Mời cả nhà. Tôi ăn khả năng phải chấm thêm rồi. Dưa chua. Con nhận chuột béo lắm. Chuột này béo lắm, chuột mùa béo lắm. Đây là bánh đa ăn kẹp. Con kẹp bánh đa ngon hết đấy. Có khi khả năng ăn là chống ngán được. Ăn chuột đi đừng ăn khế nữa. Bỏ khế hai đĩa hay không này. Chỉ làm miếng khế nó có gì không? Chuột om khế cả nhà. Anh ngồi rét run đùng đùng. Video mấy tay nó bảo video chắc từ lâu rồi. Thế các ông cười trần. Không biết còn phải bật quạt không? Các anh em mình uống rượu rồi. Làm nụng uống rượu nó mới nóng. Ông mà đồ làm quá ăn cho tới nhiều. Nhưng mùa đông bây giờ là không phải đắp chăn bông được chưa? Như cháu là đắp cái chăn mùa hè, chăn mỏng mỏng đấy. Đấy nhà tao đấy, mở cửa, đóng cửa vào đấy. Mới biết cái nhà cửa kín thế này, nó ấm hay không. Mỗi năm phải chăn trên, chăn dưới. Chăn nhà, chăn mỏng đấy rồi. Còn chăn bông như trước, cái chăn sông hồng đấy là bỏ. Chúng cày. Chúng cày nằm miếng chuột, cắn miếng đà, không bị sớm này. Mấy là đi làm thấy cái chú điện hả một triệu chuột này cho khoái lắm ơi, mất mấy đêm ơi, mất 3-4 đêm hai anh em phải làm đêm nữa, cái đầu vào đầu nó bận quá. Ờ chuột này các bố gần Tết các bố cày kiếp thế. Hôm đầu bữa chuột này mà tí cũng phải thích ăn chuột. Hôm nay là tình cờ đi hôm nay một đợt này. Cháu gọi ta từ sáng rồi. Kèm chú nhỏ kèm nhỉ. Kèm với hai ông thợ sơn nhà, quên hai ông thợ chuyên đi chát chít cho nhà cửa người ta làm đẹp. Chuột rượu. Ông thế chua. Hôm nay nó đổi món rồi. Nhà nhá, từ năm ngoái này hôm nay là bây giờ là cứ bạn đi là Lan Sơn không liên quan đến cái việc đồng áng là
chẳng biết chuột bọ nào, từ ngoái hôm nay lại gặp được chú Biển nên là gặp được là bữa chuột thì ngon quá. Sức khỏe ở nhà nhá. Nói chung là nấu chuột hôm nay, năm nay mình ăn hai lần rồi, được ăn hai bữa là bên kênh của Lê Toàn. Anh em nhà mình nói chung là đi bẫy về làm video. Hết đây Thánh à. Hello chào mừng ạ. Thánh ớt bao giờ mới đến? Hiệp qua. Hết đi. 4 giờ rồi nhà. Đâu mấy mình hay là kém. Đẹp thế. Đồ đẹp thế. Này. Bắt tay nhau. Mấy anh em bắt tay nhau đi. Rượu ngọt thế. Ngon rồi, đậu muối em ơi, chuột này. Bắt đậu muối. Đậu muối mạnh lên. Đầu tiên ăn thịt chuột đây. Đấy, đầu tiên ăn này. Đấy. Hôm nay đầu tiên ăn, hai đầu bếp này là món chuột off thế. Nhưng chuột luộc thì chưa có. Có xưa mày bảo tao chuột luộc nhưng mà chưa có. Chuột luộc sắp cải. Ừ. Đây, chuột ong khế chưa nào. Chuối. Như một ông. Nó lắm là thì chuột. Mới bóc tem xưa đấy. Đấy. Quay video đàng hoàng. Mỗi mùa nào cần. Chuột anh biển vào rồi, chuột ăn cả xương. Mới ngon. Này nào, chú bắt đây. Đây anh tình cảm với bác đâu. Ăn đi. Miếng. Không ngại. Trời ơi, tối này. Tối này. Tối này phải làm được 3 chiếc rồi. Em phá rồi. Em đi. Không ngại. Không phải đâu cô. Cải cải nó không uống kiểu như có vị cao. Anh Biển ơi, có chuột. Không, tôi không có gì, chỉ có chuối rừng và mật ong, cái dù do nhiều mật ong quá nên là nó nhiều. Nhưng anh Biển ơi, chuột ăn có xương. Nhưng có xương luôn. Rất là cao, uống khó uống. Còn tôi đặc biệt, kể cả thợ bắt rắn thì xưa ai nhiều người bảo ngâm rắn, tôi còn ngâm. Chỉ ngâm cho bụng. Chú bây giờ mời chú Yến nghe nào. Thế để sau đến muộn. Từ từ lát nữa tính. Từ từ nữa kè đi. Chú nhận, chú nhận, chú nhận. Nhận. Bằng nào. Không bao giờ tôi ngâm một cái gì khác ngoài chui rừng nhà mới lại mấy quả tam mèo kiểu gì tối bác cũng làm ba nhiều chui nó vừa rồi mới mở cái chui mới ra ấy. Chui này em nghe câu là 20 năm rồi không có cao cái gì cả, không có một cái gì cả, nói chung về cái động vật này gọi là tôi không phải tôi thích đấy, đặc biệt đấy rõ ràng quan điểm không phải nó nhẹ chú chú anh em chỉ có chui rừng không ấy là phải một cái cài lắc lắc. Ờ, tính cả tí. Chú mới xem về. Em cũng không biết nó đẻ. Kệ đây, cháu tham cho chú. Không biết gì. Không biết nó đẻ. Anh nhớ này. Cái gì? Vừa được có 3 đứa bọ. Ba đứa thì mày mới đứa. Đây. Đây. Chú mới đứa. Đấy, chú gắp chắc một đồ. Mạnh nhớ. Em nó còn phải 4 năm nữa rồi. Chả đấy. Thánh nhớ là nó đẻ khéo. Chưa ai gắp rồi. Đưa ai gắp. Chưa ai gắp. Còn rượu cũng chưa ai rót rồi. Chưa ai rót rồi. Anh Biển ơi. Cả nhà mình này. Ui dồi ôi Hải hôm nay bên công ty cấp nước sao cả nhà. Suốt thế đấy là chán ghê. Chuột ngon quá. Chuột ngon rồi. Chuột ngon cứ với cả lên. Cả nhà mình làm cái anh nhỉ. Ok. Ok. Làm cái là hết nhé. Cảm ơn chú nhé. Không. Mời cả nhà nhé. Không, cái này không hết đâu. Trời không, trời không, không hết đâu. Không hết, đi cạn rồi. Đó, đi cạn. Cạn rồi. Mời cả nhà. Cạn rồi. Xin mời cả nhà nhé. Ây da. Đấy, cả nhà hôm nay mình lại chia sẻ này. Để đi bẫy được ít chuột và lại... về để làm cái món chuột om khế là do hai đầu bếp, đầu bếp Thúy và đầu bếp Hải chế biến cái món chuột om khế. Video nó có thời lượng nhá, mình xin kết thúc video đây, cảm ơn cả nhà theo dõi vẫn là 200 mình một like đăng ký ủng hộ mình nha. Hẹn cả nhà cái. Chào cả nhà đi sau nhá. Chào you. Này món chuột nhớ đồng với chân nhá. Thành ớt không? Thành ớt.